Kaisani denwa o kakemasu. Tôi gọi điện thoại cho công ty. Mẫu câu này chúng ta sẽ sử dụng là danh từ chỉ nơi chốn. Danh từ này chỉ người hoặc là một là cái nơi chốn nào đó ha. Ni kakemasu. Gọi điện thoại ha, giống như tôi vừa mới nói là gì? Kaisani denwa o kakemasu. Tôi gọi điện thoại cho công ty. Thì đây là nơi chốn, là công ty của mình. Thì sử dụng trợ từ ní này, nhưng mà ngoài trợ từ ní này ra, chúng ta có thể sử dụng là trợ từ ế. Nên là từ kakemasu này chúng ta có thể sử dụng là trợ từ ế. Chẳng hạn là tôi gọi điện thoại cho công ty ha. Watashi wa kaisha ni denwa o kakemasu, nhưng mà chúng ta có thể bỏ cái này đi được ha. Gọi điện thoại cho công ty, tôi gọi điện thoại cho công ty, được chưa? Kaisha ni kakemasu. Rồi, thế chúng ta có thể sử dụng là điện thoại, chúng ta đưa vào điện thoại cũng được. Là gì? Denwa o kakemasu. Nhưng mà cái này chúng ta sử dụng này cũng là ok rồi. Rồi là tôi gọi điện cho cái anh nào đó ha. Yamada san ni denwa o kakemasu. Chúng ta sử dụng là ngoài trợ từ ní này ra. Ngoài trợ từ ní, từ là ní, thì chúng ta còn sử dụng là trợ từ ế nữa. Thì chẳng hạn như là chúng ta gọi điện cho anh Ly chẳng hạn ha. Ly san e kakemasu, gọi điện cho anh Ly, hoặc là Nam san e denwa o kakemasu. Nên chúng ta chú ý khi mà nhưng mà khi trong cái quá trình mà bài thi ấy, thì chúng ta sẽ không có, chỉ có một trong hai cái này hiện lên thôi. Nên chúng ta A, B, C, D gì đó thì chúng ta hiện lên những cái này thì chúng ta chọn thôi, chứ không trong hai cái này đều là đúng thì đương nhiên là họ sẽ không có đưa A, B, C, D là có hai cái này đâu, để các bạn có sự lựa chọn là có một câu đúng thôi. Đó, thì cái này chúng ta chẳng hạn như là lý này chúng ta sẽ sử dụng là trước trợ từ người hoặc là một địa điểm nơi chốn nào đó. Chúng ta gọi điện cho đến một cái tổ chức, một cá nhân nào đó, giống như tiếng Việt của mình thôi. Mình gọi điện cho ai đó, hay gọi điện cho công ty, hay gọi điện cho một đối tượng nào đó, thì cái đối tượng đó chúng ta phải là trợ từ ní hoặc là ế. Ngoài trợ từ ní ra chúng ta có thể sử dụng trợ từ ế, còn ngoài ra thì chúng ta không được sử dụng thêm trợ từ nào nữa. Đây là, nhưng mà thông thường thì người ta sử dụng là trợ từ ní là nhiều, nên chúng ta phải chú ý nhớ đến cái trợ từ sau cái danh từ chỉ người và nơi chốn ra, nên các bạn phải chú ý đến những vấn đề đó.